Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật về vận số cuộc đời của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ 46 đến 50 tuổi, cấm 3 điều này, tránh được tai ương, đắc tài đắc lộc, phú quý viên mãn đến hết đời. Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, cung tốn mạng hỏa ấy là số ta. Xuân hạ xanh đặng thuận mùa, thu đông lỗi số cực thân lắm lần, số gái hiếu thảo mẹ cha, khổ vì duyên nợ lao đao nhiều bề, một đời chẳng đặng buồn lâu, phải duyên chấp nối mới mong sát cầm, số gái nếu thuận giàu sang, chồng thì thương mến, họ hàng tương lân, tuổi muộn mới được an thân, trung niên lo tảo chạy tần chưa yên, số này thân kẻ bề trên, chơi cùng bạn hữu chẳng bền phản ta, làm ăn tiền bạc có hoài, nhiều nghề biết đặng đàn bà ít ai. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Kỷ Mùi 1979, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, cày như trâu, như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát, từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè trăng lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên, chỉ sau một đêm nếu nghe hết lời luận giải này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Kỷ Mùi từ 46 đến 50 tuổi tránh 3 điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Kỷ Mùi thời điểm này sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình diễn biến cuộc đời của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ 46 đến 50 tuổi. Những may mắn, vận hạn trên từng phương diện qua từng khoảng thời gian, cách xung cát tị hung đoán lành, tránh giữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Lá số tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 từ 46 đến 50 tuổi được giới tử vi luận giải bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính để biết tương lai của Kỷ Mùi, tổng quan cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Chi tiết vận trình của tuổi Kỷ Mùi theo luận giải ngày sinh tháng lịch âm, lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Kỷ Mùi. Tổng quan tính cách và vận số cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi là biểu tượng con dê, đứng thứ 8 trong bộ 12 con giáp. Trong văn hóa Trung Quốc, dê là biểu tượng cho sự hiền lành, chăm chỉ, nên tính cách của người cầm tinh con dê rất bao dung, ôn hòa, thuần khiết, dễ thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, đặc biệt. Người cầm tinh con dê được trời phú cho sự tài trí hơn người, thông minh sắc sảo, nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng phân tích siêu giỏi. Tuy nhiên, người sinh năm Mùi có nhược điểm là không có chính kiến, thiếu quyết đoán, hay do dự, dao động, tư tưởng có phần bảo thủ nên nhiều khi sẽ đánh mất cơ hội phát triển bản thân. Người sinh năm Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn, nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy, dê có khả năng chịu đựng tốt những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa. Dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong cho phép chúng chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Với bề ngoài mềm mỏng,
Người sinh năm này lại có khả năng chịu đựng ngoan cường, điều này cho phép họ sống sót kể cả khi những người khác, với vẻ ngoài cường tráng, lại không thể làm được. Kỷ Mùi là con giáp không biết lùi bước. Người cầm tinh con dê đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Người sinh năm này rất thanh lịch, nhẹ nhàng và được đánh giá cao trong nghệ thuật. Tuy nhiên, họ thường nhút nhát, bi quan và dễ bối rối về cuộc sống, trong các mối quan hệ. Đừng mong đợi họ là những người thực hiện bước đi đầu tiên, nhưng một khi đã vượt qua rào cản ban đầu, bạn sẽ thấy họ là người nồng hậu, chân thật, sâu sắc, toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ tình cảm. Người tuổi Kỷ Mùi giao tiếp khá tốt, thân thiện vì họ rất thích có nhiều bạn bè vây quanh mình. Do đó, người tuổi con dê rất được lòng và sự giúp đỡ của người khác. Người cầm tinh con dê thường có tính cách hiền lành, dịu dàng, ưa cuộc sống khép kín và bình lặng. Sau khi kết hôn, gia đình của họ luôn ấm áp, hạnh phúc. Những người tuổi con dê thường rất nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm. Họ là những người thiên về đời sống gia đình, nên họ rất thích thú khi được quan tâm, chăm sóc cho tổ ấm của mình. Người tuổi Kỷ Mùi là người kín đáo, vì thế việc hiểu được họ xem như là một thách thức. Họ sẽ là người quyết định xem họ sẽ chia sẻ cuộc sống cá nhân với ai và khi nào. Đàn ông sinh năm này thường hay xấu hổ, cảm thấy nhút nhát khi đứng trước phụ nữ. Phần lớn người sinh năm này không những có vẻ đẹp tao nhã, mà còn có phong cách thướt tha, mê hoặc lòng người. Trong tình yêu, tuy ít chủ động bày tỏ tình cảm hay theo đuổi tình yêu đến cùng, nhưng họ là người chân thành. Cách thể hiện tình cảm của họ luôn khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nam giới tuổi Kỷ Mùi là người trung thủy trong tình yêu và hôn nhân. Nữ giới cầm tinh con dê có khá nhiều người theo đuổi, nhưng đáng tiếc đó lại không phải là mẫu người mà nàng thích. Vì thế, không ít nàng chỉ biết yêu đơn phương, cũng do không chủ động bày tỏ tình cảm và theo đuổi chàng trai mình thích. Nhiều cô gái tuổi Kỷ Mùi đành chấp nhận kết hôn với người mà mình không thực sự yêu thương. Khi ấy, mối tình đầu dù không thành nhưng vẫn để lại trong lòng họ những vương vấn khó quên. Tuy nhiên, số đông người sinh năm này lại không có trách nhiệm cao, ý chí kém, vì thế dễ bị người khác mê hoặc trên đường tình duyên. Bị người khác dụ dỗ, lôi kéo, sẽ dẫn đến việc không nhận thức được và luôn chìm trong mộng tưởng ngọt ngào. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi. Đối với những người tuổi Mùi thì quyền lực và địa vị không quan trọng. Họ thích là một phần của tập thể hơn, nhưng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu được yêu cầu trực tiếp. Tuy nhiên họ lại chẳng bao giờ xung phong làm thế. Loại công việc có thể phát huy tính sáng tạo sẽ đem lại thành công cho những người tuổi này. Doanh nhân tuổi Kỷ Mùi thiếu quyết đoán nên thường để cơ hội tuột khỏi tay. Tuy nhiên, với trí thông minh và sự khéo léo thiên bẩm của mình, họ vẫn có thể tạo nên nhiều thành công đáng khâm phục. Trong kinh doanh, họ không quá chặt chẽ, dễ tin người cũng là nét tính cách dễ thấy ở những người tuổi này. Trong cuộc sống hay làm ăn kinh doanh, không ít lần họ bị kẻ xấu lừa gạt. Xét một cách toàn diện, người cầm tinh con dê thường có cuộc sống bình lặng, ổn định. Tuy không phải ai cũng có thể trở nên giàu có, nhưng ít người tuổi Kỷ Mùi phải vất vả, lo lắng tới việc mưu sinh. Con đường sự nghiệp của họ phát triển khá ổn định và vững chắc. Người sinh năm Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ. Vất vả, những người này rất tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, tuổi này sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Về phương diện công danh, sự nghiệp, tử vi chọn đời dự báo rằng từ năm 46 tuổi mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho Kỷ Mùi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động nên Kỷ Mùi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của Kỷ Mùi cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, từ giai đoạn này sẽ mang đến cho Kỷ Mùi rất nhiều vận may lớn. Đây là thời điểm mà người cầm tinh con dê có thể đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Cơ hội xuất hiện rất nhiều để Kỷ Mùi phát huy tài năng của bản thân, đồng thời đạt được những thành tựu xuất sắc. Trong giai đoạn này, Kỷ Mùi đi đâu cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, nên chuyện gì xảy ra cũng đều có cách giải quyết, gặp dữ hóa lành, gặp chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của Kỷ Mùi chính là sự thông minh, nhanh nhẹn, là người có tính cạnh tranh cao. Kỷ Mùi sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Kỷ Mùi là người nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp Kỷ Mùi thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Từ năm 46 tuổi, vận khí của Kỷ Mùi tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều.
giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tín chủ sẽ được tiến hành một cách trơn tru thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, Kỷ Mùi cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của gia chủ sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn và đáng mong chờ. Đối với người Kỷ Mùi, những nguyên tắc bền vững này giúp họ xây dựng khối tài sản khổng lồ, dẫu phải trải qua nhiều sóng gió. Điều quan trọng là dành thời gian để phát triển sự bình yên trong tâm hồn mình, thay vì lãng phí tiền vào thực phẩm không tốt cho sức khỏe, hay các hoạt động giải trí mà thành tích chỉ đạt được trong thời gian ngắn, Kỷ Mùi nên tập trung đầu tư vào bản thân và chăm sóc bộ não của mình. Xem tử vi thấy rõ, trong 5 năm tới đây là lúc Kỷ Mùi có được những thắng lợi, thành quả, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Kỷ Mùi vốn nhiệt tình, làm việc gì cũng rất nỗ lực và đầy trách nhiệm. Chính điều này giúp cho bản mệnh gặt hái được nhiều trái thơm sau những tháng năm dài cố gắng. Ngay cả một nhân viên ngoan hiền cũng sẽ thể hiện tốt. Ngay cả những người luôn tỏ ra bảo thủ thì điểm mạnh cũng sẽ được phát hiện và tiềm năng của Kỷ Mùi có thể được khai thác và cuối cùng mở ra đỉnh cao sự nghiệp, có thể nói là nở muộn. Tuy nhiên, tất cả những điều này phải được xây dựng trên nền tảng của sự chăm chỉ. Đừng dễ dàng bỏ cuộc vì nghĩ rằng công việc quá khó, chỉ cần bạn can đảm thử thách bản thân thì điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Được các tinh nâng đỡ, cùng quý nhân tương trợ, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi có cơ hội bước sang trang mới. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Trong 5 năm tới, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác. Bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thấy rằng, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục, hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân, phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của tiểu nhân và hung tinh, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về phương diện tài lộc, tiền bạc. Trong 5 năm tới, sẽ là lúc vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi 1979 lên nhanh như diều gặp gió, thu nhập hàng năm cứ tăng dần. Dù là nhân viên văn phòng hay lao động tự do thì thu nhập đều tăng lên đáng kể. Túi tiền của người tuổi Kỷ Mùi cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế, bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác, làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy. Song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Tuy nhiên, dưới tác động của hung tinh và tiểu nhân kìm hãm, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan, bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Ngoài ra, do bị tiểu nhân xuất hiện, nên tuổi Kỷ Mùi vẫn rất dễ gặp phải sự cố bất ngờ trong giai đoạn này như trộm cắp hoặc hao tài tốn của. Điều này sẽ mang lại những hao tổn tiền bạc nhất định, vì vậy bạn phải đề phòng những điều tương tự xảy ra khi ra ngoài và không mang theo những thứ có giá trị. Với giai đoạn này, đây là thời khắc Kỷ Mùi được hưởng thụ, sung túc ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà, có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Kỷ Mùi với những người bạn già cùng nhau ngồi lại pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng hạnh phúc viên mãn đủ đầy. Về phương diện tình cảm, tuổi Kỷ Mùi ở thời gian này bình ổn, tuy nhiên cuộc sống được cải thiện nhiều, có nhiều cơ hội giao du với xã hội nên thường vắng nhà thường xuyên. Do đó cũng khiến vợ bạn không hài lòng, đối phương có thể cảm thấy bất an. Nếu rơi vào trường hợp này, bản mệnh cũng nên chú ý điều chỉnh lại,
Vì người kia quá quan tâm đến bạn, nên cố gắng quan tâm và chia sẻ với một nửa thật nhiều, thường dành những điều bất ngờ, đừng tranh cãi, nếu không sẽ chỉ làm các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến hôn nhân. Đối với các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu thì cần phun vén tình cảm, cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Về phương diện sức khỏe. Về tổng thể sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi từ năm 46 tuổi, vận số tốt, tuy nhiên chúng ta vẫn cần chú ý hơn đến những thay đổi về sức khỏe sau độ tuổi này. Đề phòng những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra, tính cách Kỷ Mùi vô tư, đôi khi họ không quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, thể chất của họ chắc chắn sẽ giảm sút được, nghỉ lại vào sức khỏe của bản thân vì nó có thể tiềm ẩn nhiều bệnh tật, vì vậy hãy cẩn trọng và quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Đồng thời, nam giới sinh năm 1979 nên chú ý đến sức khỏe của một nửa của mình, hạn chế bất hòa cãi vã với nhau nếu không có thể làm suy nhược cơ thể và tinh thần của những người xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không đều độ. Nếu bạn biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện hơn. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của con dê không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Sinh vào tháng Giêng âm lịch, tiết lập xuân, người tuổi Kỷ Mùi được hưởng linh khí đất trời, thông minh, hoạt bát, tài hoa, sở hữu nhiều tài năng nghệ thuật. Tuy nhiên, số phận họ không được tổ tiên phù trợ, cũng thiếu sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, buộc phải tự lập thân, gây dựng sự nghiệp. Với lý tưởng cao xa và tham vọng lớn trong sự nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi luôn mong muốn đạt được nhiều thành công, nhờ tài năng và ý chí, họ gặt hái được những bước tiến lớn, thu hoạch thành quả xứng đáng, tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện trái lương tâm, người tuổi Kỷ Mùi có đường nhân duyên tốt đẹp, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. 2. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2 âm lịch, tiết kinh chập, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu tính tình hòa nhã, ấm áp, cùng khả năng giao tiếp tốt, dẫn đến đường nhân duyên vô cùng thuận lợi. Họ được quý nhân giúp đỡ trong nhiều khía cạnh cuộc sống, nhờ sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em trong gia đình và bạn bè bên ngoài, con giáp này gặp nhiều may mắn và thuận lợi, ít khi lâm vào cảnh khó khăn. Điều này cũng xuất phát từ tính cách thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác của họ, thể hiện luật nhân quả trong cuộc sống. Đường tài lộc của họ trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, mang lại sự dồi dào, sung túc nếu theo đuổi con đường chính trị hoặc ngoại giao. Tài năng của người tuổi Kỷ Mùi sẽ được phát huy tối đa, giúp họ dễ dàng đạt được thành công và tạo dựng những thành tựu lớn trong sự nghiệp. 3. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3 âm lịch, tiết thanh minh, người tuổi Kỷ Mùi được hưởng lợi thế về trí tuệ tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người. Cùng đường nhân duyên tốt đẹp, họ may mắn nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, sự quý mến từ bạn bè, tạo nên vận quý nhân vượng, mang đến cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Nhờ vậy, họ ít khi phải trải qua biến cố lớn hay đại nạn trong đời, đồng thời có khả năng thu nạp tài lộc từ nhiều nguồn. Dù là nam hay nữ, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch đều sở hữu trí tuệ hơn người, sự mẫn cảm cao, phẩm chất cao sang, tính tình thẳng thắn và sức khỏe tốt. Họ dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện, xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội tốt đẹp. Nhờ đó, họ có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, viên mãn cả về danh lợi và tiền bạc. 4. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 4 âm lịch. Sinh vào tháng 4 âm lịch, tiết lập hạ, theo tử vi phương Đông, người tuổi Kỷ Mùi có cuộc đời trải qua nhiều biến động, sự nghiệp của họ thăng trầm, lúc lên lúc xuống, khó có sự ổn định. Tuy nhiên, họ lại sở hữu ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù gặp phải khó khăn, họ cũng không hề nao núng, luôn kiên trì phấn đấu vượt qua mọi thử thách. Từ đó, đạt được nhiều thành công vang dội, số phận đã định đoạt rằng, người sinh vào tháng 4 âm lịch sẽ phải chịu nhiều khổ cực trong giai đoạn đầu đời. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi, cuộc sống của họ sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến sự vinh hoa phú quý. Họ phải trải qua nhiều thăng trầm, có lúc được mọi người tung hô, cũng có lúc chẳng có ai bên cạnh. Song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, họ sẽ chiến thắng mọi rào cản, gặt hái được cuộc sống hạnh phúc với hôn nhân bền vững và con cháu thành đạt. Cuộc đời về sau của họ sung túc, ấm no,
Bản mệnh luôn nhắc nhở bản thân không ngừng phấn đấu và có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. 5. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm lịch, tiết mang trùng, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng, họ có khả năng trở thành người lãnh đạo, đại tướng quân trong thời loạn hoặc Trang Tuấn Kiệt trong thời bình, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của nhiều người. Họ được hưởng sự trợ giúp to lớn từ gia đình. Khi còn thơ bé, họ được cha mẹ anh em hỗ trợ. Khi trưởng thành, họ có bạn đời là hậu phương vững chắc. Nhờ đó, họ không ngừng tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp và lập nên nhiều thành tích vang dội. Với tài năng, ý chí và sự hỗ trợ của quý nhân, họ dễ dàng đạt được mục tiêu trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và lạc quan. Cuộc đời họ may mắn không phải trải qua đại nạn nào, có thể nói cả đời sung túc, đủ đầy về công danh và lợi lộc. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của con giáp này là tính tình nóng nảy, dễ gây chuyện bốc đồng. Họ cần cố gắng cải thiện điều này để gặt hái thành công dễ dàng hơn. 6. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Sinh vào tháng 6 âm lịch, tiết tiểu thử, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu tính cách ngay thẳng, hoạt ngôn, lanh lợi, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh của họ chịu ảnh hưởng bởi tháng sinh, con giáp này sinh tháng 6 âm lịch là người dũng cảm, gan dạ, không bao giờ nao núng trước bất kỳ điều gì, họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin, sự ngưỡng mộ và yêu quý của những người xung quanh. Với tâm hồn hướng thiện và trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, được xem là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch được nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ đó, họ có nhiều cơ hội phát triển và đạt được nhiều thành công trong công việc. Là người trung thực, ngay thẳng, họ rất ghét chuyện gian dối và luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Nhờ vậy, họ có nhân duyên rất tốt, họ sống thanh cao, không màng đến những tranh đua của cuộc đời. Nhờ vậy, họ được cuộc đời ưu ái và ban tặng nhiều điều tốt đẹp. Hôn nhân gia đình của họ rất hạnh phúc, gia đạo an yên, tài lộc sung túc và tiền bạc dồi dào. 7. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào tháng 7 âm lịch, tiết Lập Thu, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu trí thông minh, tài giỏi, dũng cảm, mưu trí, ý chí kiên cường và khí phách phi thường. Đàn ông tuổi Kỷ Mùi oai hùng, lẫm liệt, phụ nữ cũng không hề kém cạnh. Họ có tinh thần kiên định, dám nghĩ, dám làm, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Vận mệnh cho thấy, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này càng trải qua nhiều gian khổ, thử thách, càng gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tài hoa và trí tuệ giúp họ nổi bật giữa đám đông, trở thành những nhà lãnh đạo tài ba được mọi người ngưỡng mộ và thán phục. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 không tránh khỏi những thăng trầm, có lúc tưởng chừng thành công đã gần kề thì lại vấp ngã, tuy nhiên, họ không bao giờ bỏ cuộc, mà ngược lại, càng thêm kiên cường, tự rút ra bài học kinh nghiệm và rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, họ đứng dậy từ chính nơi mình vấp ngã, vượt qua những thất bại đau đớn để gặt hái thành công rực rỡ, nhờ phúc tướng trời ban, họ hưởng cuộc sống an yên, cát tường, tài lộc dồi dào, dù gặp thất bại cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được thành công. 8. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tháng 8 âm lịch, tiết Bạch Lộ, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu trí thông minh, nhưng số phận lại gặp nhiều trắc trở, tiền vận của họ không được tốt đẹp, không có nhiều gia tài thừa kế từ tổ tiên, và cũng ít được cha mẹ anh em giúp đỡ. Tuy nhiên, may mắn thay khi bước ra đời, họ có quý nhân và bạn bè tương trợ, giúp họ vượt qua nhiều nguy nan và gặt hái thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh cho thấy, những khó khăn trong giai đoạn đầu đời sẽ dần chấm dứt khi họ bước vào trung vận, lúc này gia đạo hưng thịnh và phúc lộc viên mãn. Thời trẻ tuy thông minh nhưng bản mệnh có phần ham chơi, lơ là việc học hành, nên thành tích không được tốt. Mãi đến sau này, khi đã ngoài 10 tuổi, họ mới bắt đầu chú ý đến việc học và dần dần đi vào nề nếp. Nhờ thông minh và có ý chí, họ tiến bộ nhanh chóng và đạt được nhiều thành tích. Khi đi làm, người tuổi Kỷ Mùi dễ dàng giành được vị trí mình mong muốn và được nhiều người nể vị. Bạn bè chính là quý nhân của họ, giúp họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 8 âm lịch phải trải qua nhiều thăng trầm, có không ít hiểm nguy bùa vây. Họ cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cẩn trọng giữ mình, tránh gây thù kết oán và những hành động bốc đồng để không bị tiểu nhân lợi dụng. May mắn là tuổi Kỷ Mùi có phúc lớn, mạng lớn, dù phải đối mặt với nhiều nguy nan, nhưng đều có thể vượt qua. Ý chí kiên cường, tinh thần độc lập cao, liêm chính ngay thẳng và luôn làm điều tốt, giúp họ được trời ban phúc. 9. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tiết Hàn Lộ, người tuổi Kỷ Mùi phải trải qua nhiều vất vả, khổ cực trong cuộc đời, vận mệnh cho thấy họ khó được hưởng phúc từ gia đình, xuất thân không may mắn, ít có quý nhân giúp đỡ vượt qua gian nan,
tuy tài năng nhưng không gặp thời, họ khó thành công vang dội, dù mang trong mình chí lớn nhưng lại khó thực hiện được những điều mình mong muốn. Cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 9 âm lịch 3 chìm 7 nổi, phiêu bạt khắp nơi, bôn ba vất vả, trăm bề khổ cực, chỉ đủ để nuôi sống bản thân. Thiếu thốn tiền bạc khiến họ thường xuyên ốm đau bệnh tật, tuy chỉ là những bệnh nhỏ nhưng không được chữa trị kịp thời, dẫn đến sức khỏe suy yếu khi về già, không được hưởng an nhàn. Trời sinh tài hoa nhưng lại lận đận vì không gặp thời cơ, không được như bá nha gặp tử kỳ, xuất thân không bằng người nên gặp nhiều khó khăn trong lập nghiệp. Tuy nhiên, đời vốn vô thường, người có công lao ắt sẽ được hưởng thái bình, ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của bản mệnh có thể thay đổi số phận, mang đến vận may cho họ. 10. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 âm lịch, tiết lập đông, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý hơn người, tuy không được hưởng phúc từ tổ nghiệp và sự giúp đỡ từ anh em. Họ vẫn gây dựng được sự nghiệp bằng chính tài hoa và trí tuệ hơn người. Sự hỗ trợ của quý nhân giúp họ như hổ mọc thêm cánh, con đường hoan lộ rộng mở, đưa họ đến vị thế được mọi người tôn kính. Tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm lịch là người ngay thẳng, trung thực, luôn sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế. Nhờ vậy, họ có nhiều bạn bè khắp nơi, đường nhân duyên tốt đẹp, vượng vận quý nhân và phúc khí. Với tài năng về văn chương, sự khiêm nhường thanh cao và không màng tranh đua, họ đạt được nhiều thành công trong công danh, sự nghiệp, bổng lộc dồi dào, được hưởng lộc trời cho, cuộc sống an lạc, viên mãn. 11. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tháng 11 âm lịch, tiết đại tuyết, người tuổi Kỷ Mùi có cuộc sống sung túc, đủ đầy, không lo toan về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ lại không mới thành công. Tổ nghiệp và cha mẹ anh em không thể giúp đỡ họ nhiều, bạn bè và quý nhân cũng ít ỏi. Do vậy, cuộc đời họ trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm nổi bật, mang trong mình chí lớn, nhưng lại không thể thực hiện được như ý muốn. Dù nỗ lực phấn đấu không ngừng, họ vẫn phải chịu nhiều ràng buộc và không thể tự quyết định số phận của mình. Tuy tài lộc dồi dào, sung túc, có của ăn của để, nhưng vì sự nghiệp không như ý, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 11 âm lịch vẫn cảm thấy bất mãn, tinh thần u uất, không thuận tâm. Tuy nhiên, số phận có thể thay đổi, tu thân tích đức là cách tốt nhất để cải thiện vận mệnh. Bằng cách này, họ có thể đạt được những điều mình mong muốn. 12. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng 12 âm lịch, tiết tiểu hàn, người tuổi Kỷ Mùi có cuộc đời với nhiều thăng trầm, giai đoạn đầu đời gặp nhiều khó khăn, dù cố gắng, nỗ lực nhưng thành công không dễ dàng đạt được vì nhiều trở ngại, giông tố liên tục ập đến khiến cuộc đời trông chênh, bấp bênh. Tuy nhiên, nhờ ý chí kiên định, tinh thần vượt khó và không bao giờ chịu lùi bước, họ dần vượt qua mọi thử thách, gặt hái thành công và danh lợi viên mãn vào trung vận, hậu vận an nhàn, hưởng phúc thọ đủ đầy. Đừng vội nản lòng hay từ bỏ khi gặp khó khăn, đừng để bóng tối che mờ con đường phía trước vì bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình. Hãy giữ vững niềm tin, nỗ lực hết mình, bởi trời sẽ không phụ lòng người, thành quả xứng đáng sẽ đến với những ai kiên trì và không ngừng phấn đấu. Quý vị thân mến, việc lựa chọn cây phong thủy trong nhà không chỉ giúp môi trường sống của bạn thêm xanh tươi, không khí trong lành và đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp cho cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và giúp cho gia chủ trong việc làm ăn ngày càng phát đạt. Vậy ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý vị một số cây cảnh phong thủy hợp với tuổi Kỷ Mùi. Cây Trạng Nguyên. Cây Trạng Nguyên có hoa màu đỏ và là biểu tượng của sự thành đạt trong học hành và thi cử. Những người mệnh hỏa sinh năm Kỷ Mùi nên trồng cây Trạng Nguyên trong phòng hoặc trồng trước cổng để cải thiện phong thủy cho gia chủ cũng như gia đình. Cây Kim Tiền. Cái tên đã hướng đến giàu sang, vinh hoa và phú quý đến với gia chủ. Điều đặc biệt ở loại cây này đó chính là khi cây kim tiền ra hoa, thì theo quan niệm nhiều người, đó là dấu hiệu của may mắn và thành công sắp đến. Đây cũng là cây rất hợp với người mệnh hỏa. Cây Bạch Mã Hoàng Tử. Cây Bạch Mã Hoàng Tử toát lên vẻ đẹp thanh tao, sang trọng, ưa nhìn, mát mắt, thể hiện sự yên bình, tĩnh lặng, một vẻ thư thái khó tả và dành riêng cho người mệnh hỏa. Thưa quý vị, phàm làm việc gì cũng nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành công việc. Đối với mỗi tuổi đều có một giờ hoàng kim trong ngày, tức là giờ mà khi bạn tiến hành làm mọi việc đều thuận lợi. Phân tích độ tăng giảm tài vận của người tuổi Kỷ Mùi dựa trên thời gian một ngày cho thấy, thời điểm con giáp này có được nhiều may mắn và thành công nhất là vào giờ Tý. Sự kết hợp tương hỗ của hai yếu tố Mùi là thổ âm và Tý là thủy dương, mang lại mức độ thuận lợi cực cao cho người tuổi Mùi. Do đó, khi phân tích theo thời gian một năm, năm Tý chính là thời cơ tốt nhất giúp họ phát tài. Tuổi Kỷ Mùi hợp với màu gì được nhiều người quan tâm, bởi màu sắc phù hợp có thể mang đến những yếu tố thuận lợi,
hạn chế những điểm xui. Tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, lửa trên trời, trong mối quan hệ tương sinh trong phong thủy, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Vì thế, người sinh năm 1979 nên lựa chọn màu hợp nhất là màu của mộc là màu xanh lá cây, màu của chính mệnh hỏa là đỏ, hồng, tím, cam. Người tuổi Kỷ Mùi sinh vào các tháng sinh khác nhau sẽ có mệnh khác nhau, nên muốn biết tuổi Kỷ Mùi hợp tuổi nào trong hôn nhân và làm ăn thì cần phải dựa vào mệnh tương sinh. Tương khắc với từng tuổi, những tuổi thích hợp để người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa hợp tác làm ăn tốt nhất đó là các tuổi Canh Dần, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Mậu Thân, Bính Thìn, Đinh Tị, Canh Thân, Kỷ Tị, Quý Mùi. Đây là những tuổi rất hợp với người tuổi Kỷ Mùi, khi kết hợp làm ăn sẽ đem lại thành công, may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.